nhà con không được đi đâu nhá. Đi một tí con phải về nhá. Nhà nhá. Nhá.
Con đợi mẹ về thôi.
thôi. Chơi với nhau. Con ơi, kêu gì ạ? Kêu gì ạ? Các bạn chú ý. Tôi đi xuống tận dưới kia rồi. À, thế nào nhờ? Không biết hai mẹ con đến đi chuẩn bị qua suối này là đi trôi thế nào, đi suối nhở? Thế giờ tìm ai đi? Nếu tìm được mà không biết là đi trôi ở tận đâu rồi đấy. Nếu mà nó đi qua thì tìm hai mẹ con đi qua như thế nhỉ? Bây giờ tôi đi tận đâu rồi, bây giờ có tôi đi xuống tận dưới kia rồi đấy. Con
Bây giờ phải nhờ ai ở dưới kia cơ, chị ơi, bây giờ phải có người ở dưới kia cơ.